mời các em đến với bài học đầu tiên của chương trình Địa lý 10 chương trình 2018. Phần 1, một số vấn đề chung của chương trình Địa lý 10. Bài 1, môn Địa lý với định hướng nghề nghiệp. Bài học này gồm 3 vấn đề chúng ta cần quan tâm. 1. Khái quát về môn Địa lý ở trường phổ thông. 2. Vai trò của môn Địa lý đối với cuộc sống của chúng ta. 3. Môn Địa lý đối với định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Chúng ta đi vào phần 1, khái quát về môn Địa lý ở trường phổ thông. Đây là một môn khoa học bao gồm địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội. Hai bộ phận này quan hệ chặt chẽ với nhau, phản ánh sinh động, chân thực cuộc sống xung quanh chúng ta. Môn địa lý có quan hệ chặt chẽ với lược đồ, bản đồ, sơ đồ, bản số liệu, tranh ảnh. Đây là môn khoa học gắn liền kiến thức trên sách với thực tế địa phương bên ngoài trường học rõ rệt nhất. Phần 2. Vai trò của môn địa lý đối với cuộc sống. Môn địa lý cung cấp kiến thức để các em hiểu biết về môi trường sống xung quanh và xa hơn là đến các vùng trên bề mặt trái đất, giúp các em biết cách ứng xử với các thay đổi đang diễn ra trong tự nhiên và trong các vấn đề xã hội. Môn địa lý góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho các em, giúp các em vận dụng được các kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Phần 3. Môn địa lý với định hướng nghề nghiệp. Nội dung địa lý rất phong phú và đa dạng. Đây là một lợi thế để hỗ trợ các em trong nhiều lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau. Phần địa lý tự nhiên giúp các em có thể lựa chọn các ngành nghề liên quan đến thành phần tự nhiên như khí hậu học, thổ nhưỡng học. Phần địa lý kinh tế xã hội giúp các em có thể lựa chọn các nghề liên quan như du lịch, dân số học, đô thị học. Phần kiến thức địa lý tổng hợp giúp các em có thể lựa chọn các nghề, quy hoạch, giáo viên địa lý, v.v.